Xin thưa Bồ Tát Danh Bu, không còn hình tướng ngài tu hành gì, Nam mô hai chữ từ bi. Đây là ngộ pháp ly kỳ chưa nghe. Qua sông mượn đỡ thuyền bè. Cả nhà nghe từng câu ha. Qua sông mượn đỡ thuyền bè, lên bờ nên trả, xuồng ghe dư thừa. Dạ, lời đầu tiên thì cho Nguyễn xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang xem trên của Nguyễn đồng hành tiếp tục cùng với đồng sĩ ha. Thì như clip trước là đang nói về mẹ Phật mẫu, mẹ Trưng cộng với là tiền thân của Đức Vô Hiền Bồ Tát, thì nó cũng trong này nó cũng còn nhiều chủ đề mà Nguyễn cùng với đồng sĩ cũng chưa chia sẻ rõ hết đến tất cả quý vị khán giả. Thì bây giờ thì mời tất cả quý vị cùng xem tiếp tục cái video clip về chủ đề này ha. Còn bây giờ em mời Quỳnh đồng sĩ có đôi lời với tất cả quý vị khán giả của mình. Dạ. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Quỳnh đồng sĩ thân ái chào cả nhà, quý đồng đạo Phật tử gần xa. Thì trong cái bài pháp thoại này, đồng sĩ cùng với Nguyễn chia sẻ với cả nhà những cái ý trong cuộc sống, trong đạo, trong đời, cùng với một số ý của Phật với Thầy Tổ để trong kinh sách gần gũi với cuộc sống của chúng ta như thế nào hả cả nhà ha. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Thì cái bài pháp thoại này là cái đoạn của cái bài pháp thoại hồi nãy, còn nó nằm trong cái đoạn của bài pháp thoại mà có Phật mẫu tái lai xuất thế trở lại miền Nam Việt Nam của chúng ta để chấn chỉnh, để phục hưng, để nắm tay mà dẫn con dẫn cháu vào trong cái nước trần điều của Đức Phật Thầy Tây An đã tái lai trở lại trong đời này, là vị tổ thứ bảy đó cả nhà. Nam mô A Di Đà Phật. Đâu rồi những tháng ngày vui, sao còn chưa tỉnh như đuôi tìm mồ. Để giải hai câu này trước cái lời đọc tiếp một loạt thơ nữa cả nhà. Thì ở trong Phật Bổn Thích Ca có thiết á, là chúng sanh của chúng ta đó, là con người mình nói thôi, thì có những cái nẻo đường đi, là có người thì Phật nói á, là ở trong bóng tối mà lại đi vào bóng tối, là vô minh thẳng vào vô minh, rồi ở tối mà đi ra ngoài sáng, rồi từ sáng thì lại đi ra ngoài sáng, rồi không khéo thì đi ra ngoài sáng mà quay trở lại trong tối thì rất nguy hiểm. Cho nên là đâu rồi những tháng ngày vui, sao còn chưa tỉnh như đuôi tìm mù. Có nghĩa là trong một cái thời gian của cái năm mà Giáp Thìn cho tới lón mà cuối tháng Giêng cho đến đầu tháng 7 mà thấy ghe thuyền đầy sông, rồi bao nhiêu cảnh trở về ruộng đồng, rồi bao nhiêu cái giấy bạc mà hóa thành tro đó, rồi phới điền phới sản mà ôm con ngậm ngùi, vậy mà còn chưa thức tỉnh cả nhà. Tới đó mà còn chưa thức tỉnh, chưa tỉnh thức, vẫn còn nuôi dưỡng cái ngũ tưởng ở trong đầu để mà trở lại cảnh phồn hoa đô thị như xưa, để hưởng những cái dục vọng vật chất thế gian như ngày nào. Đó là chẳng khác nào như chúng ta đang đuôi mà chúng ta đi tìm mù ở trong bóng tối vô minh đó cả nhà. Không chịu tin vào Phật Pháp để mà tóc xả mê đồ thì chẳng khác nào như đuôi tìm mù. Vậy thì xin thưa Bồ Tát Danh Bu, không còn hình tướng ngài tu hình gì. Câu hỏi này ở trong hình tướng là không biết trả lời cả nhà. Xin thưa Bồ Tát Danh Bu, đây là đồng sĩ thưa ai? Thưa bản thân đồng sĩ. Trong nhiều đời nhiều kiếp, ở trong cái danh lợi mà cứ súm cứ bu vô đó, hôm nay mình mới hiểu được cái đó. Chứ không phải đồng sĩ hỏi đó là đồng sĩ hỏi quý vị đó, không có phải. Đồng sĩ hỏi thân của đồng sĩ không đó cả nhà. Những cái chia sẻ đó là đồng sĩ cũng dạy cho đồng sĩ không đó, tự mình dạy cho mình mà lại chia sẻ những cái mấu chuyện vui với cả nhà thôi.
cả nhà phải thấu hiểu như vậy. Thậm chí bây giờ huynh đồng sĩ đã nói trong hồi năm rồi rồi, huynh đồng sĩ bây giờ không còn là huynh đồng sĩ nữa, nhưng mà tạm mượn cái pháp danh của ông huynh đồng sĩ này, chứ huynh ngồi đây là hiện bây giờ huynh không phải là huynh đồng sĩ nữa đó. Cái chữ huynh đây là không phải chữ huynh đệ đâu, không phải chữ huynh đệ anh em lớn nhỏ, mà chữ huynh đây là cái họ đó cả nhà. Cái họ, ông này là họ huynh, cả nhà thấy là một cái điều lạ mà đồng sĩ chưa có chia sẻ đó. Chứ không phải huynh đây là huynh đệ, là huynh đồng sĩ nói là chuyện thường, huynh đệ là còn nằm trong cái sự phân biệt đó. Huynh đây là cái họ huynh, còn sĩ ở đây là nói về cái rộng lớn bao la, là cái sự tương đồng với sự trang hòa, giống như ta nói bán sĩ và bán lẻ đâu nhỉ. Ừ, đó thì giống như ở cái ta bà này, mà cái thân tâm chúng ta bình đẳng thì đều là cái nơi của chúng ta ngủ, đều là nơi của chúng ta đến, nơi chúng ta đi, nơi của chúng ta thoát cũng là một. Cho nên cái pháp danh của ông huynh đồng sĩ này hôm nay là mượn, chứ chẳng phải là còn là ông huynh đồng sĩ nữa. Còn tới đây là cái gì nữa thì huynh đồng sĩ cũng chẳng thể nghĩ bàn. Vậy thôi, trở lại cái pháp thoại này nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa Ngài Bồ Tát Danh Bu, không còn hình tướng, Ngài tu hình gì? Nam Mô hai chữ Từ Bi. Đây là ngộ pháp ly kỳ chưa nghe. Tại sao đồng sĩ đặt hai câu này vô? Tại vì đồng sĩ không muốn trả lời, chừa lại đáp án. Từ từ chúng ta chiêm nghiệm, chúng ta giải bài, vậy nó mới có thú vị cả nhà. Nói ra mắt cái ngộ tánh, chỉ nói 50 thôi. Xin thưa Bồ Tát Danh Bu, không còn hình tướng, Ngài tu hình gì? Nam Mô hai chữ Từ Bi. Đây là ngộ pháp ly kỳ chưa nghe. Qua sông mượn đỡ thuyền bè. Cả nhà nghe từng câu ha. Qua sông mượn đỡ thuyền bè, lên bờ nên trả xuồng ghe dư thừa. Có nghĩa là lên bờ rồi ấy, thì nên buông, nên bỏ xuồng ghe dư thừa. Đó, các nhà thấy không? Khi mà chúng ta đang tu sửa đó, thì chúng ta phải vay mượn cái phương tiện trong thế gian, thì Phật gọi là muốn vượt bể khổ lúc đầu đó. Chúng ta còn yếu đó, chúng ta phải nương thuyền, nương ghe, xuồng bè để chúng ta qua sông. Qua sông rồi đâu có quay trở lại nữa cả nhà, mà phải dùng xuồng bè ghe hồi nãy chỉ nữa. Cả nhà biết cái sự trở lại đây là cái sự chấp, chứ không phải là cái thân nào mới nói ngang. Chúng ta phân biệt cho thấu đáo ở trong Phật pháp, trong cuộc sống. Thì lên bờ rồi thì sao? Nên buông bỏ xuồng ghe dư thừa. Cả nhà thấy không? Chi vậy? Nhìn vào, nghe vào những câu này là cả nhà sẽ biết được cái hạnh. Tự mình biết cái hạnh mình ở đâu. Tự mình biết mình qua sông hay chưa là tự mình biết luôn, chứ không cần người, mọi người bên ngoài nhìn vào đặt để cho mình đâu cả nhà. Trước tiên mình rọi thấu mình hiểu được mình hiểu được vạn vật chúng sanh, anh em huynh đệ với mình, thì mới có sự chan hòa. Chúng ta thấy rằng hôm nay chúng ta tu mà chúng ta còn vay mượn phương tiện là chúng ta đang qua sông, chưa có lên bờ. Còn trong phương tiện là còn đang lội qua bể khổ, chưa có thoát nghe cả nhà. Còn cả nhà thấy những quý vị mà tu ở trong đại chúng thoát ra khỏi phương tiện xuồng ghe dư thừa rồi, thì quý vị đó đã xuất thế rồi, trở lại lâm phàm là tâm thánh bất nhiễm ly cấu trần thế không cả nhà, chứ không phải bình thường. Chúng ta nhìn cái nhãn quan chúng ta ở trong cái cuộc sống bình thường, chúng ta rất là dễ dò xét được, biết được cái hạnh của một người tu ra sao, người ta tu ở trong vô lượng kiếp như thế nào, phụng thờ tam bảo là ở nơi thân khẩu ý của mình ra sao. Lên bờ nên bỏ xuồng ghe dư thừa. Vậy thì hỏi lòng này nè, ba nghiệp sạch chưa? Trước vai thì sao phải trả, đổ thừa tại ai? Hên cả nhà hên. Mình gieo thì mình nhận, mình vai thì mình trả, cho đến trận phong ba này không đổ thừa tại ai hết. Trước vai sao trả, đổ thừa tại ai?
Hình tướng cả nhà, không phải bên ngoài mà nằm ở trong cái tưởng ẩn ngay trong đầu. Bấy lâu nay chúng ta tưởng rằng hình tướng ở bên ngoài không? Tại vì chúng ta ở trong tưởng, chúng ta chưa thoát ra được tưởng nên chúng ta không thấu đáo được. Chúng ta tưởng rằng nhà cửa vật chất xe cộ là hình tướng, thân con người, thân của vạn vật súc sanh, thân của cỏ cây hoa lá là hình tướng. Sai hết cả nhà. Hình tướng đâu ở bên ngoài mà sao? Không ở bên ngoài mà nằm ở trong cái ngũ tưởng ẩn ngay trong đầu. Lắng tâm nghe kỹ từng câu. Hình không phải tướng, tướng đâu là hình. Cả nhà thấy không? Lắng tâm đi, nghe kỹ từng câu. Hình không phải tướng, vậy thì tướng đâu là hình? Ở trong kinh Bát Nhã Ba La Mật và Thủ Lăng Nghiêm, Phật có nói rất rõ về vấn đề này. Hôm nay đồng sĩ mượn pháp của Phật để mà giải bài thêm cho thân tâm của mình, cùng với chia sẻ với anh em huynh đệ gần xa. Vậy thì chúng ta nói chúng ta tu, chúng ta sửa, mà hình tướng nó đang ở đâu cả nhà? Là như thế vậy này cả nhà. Hình tướng đây là những cái vọng tưởng, những cái suy nghĩ trong đầu chúng ta. Chúng ta dùng cái đó rồi. Giống như bây giờ đồng sĩ nói nè, chúng ta không dùng vật chất mà chúng ta dùng cái chức vị cả nhà. Chúng ta dùng cái quyền thế, đó là chúng ta đang dùng cái gì? Dùng cái tưởng ở trong cái hình tướng. Nhà thấy không? Chúng ta dùng cái giai cấp, chúng ta dùng cái ngôi vị, chúng ta dùng cái ngôi thứ đó. Rồi chúng ta dùng cái quyền lợi để chúng ta vận hành cái pháp của huynh đệ ở gần chúng ta trong cuộc sống. Đồng sĩ nói trong cuộc sống đó là bao gồm trong đời và trong đạo. Thì chúng ta giống như ở đây, mình nói mình là cái vị này cao sang quyền quý, thì chúng ta ý chúng ta nói có quyền hơn, chúng ta sẽ gọi là ra lệnh đó cả nhà. Thì ngay chỗ đó là hình tướng nằm trong tâm chúng ta. Rồi chúng ta vận chuyển cái hình tướng bên ngoài, gọi là cái pháp bên ngoài, để phục tùng lại cho cái tư lợi chúng ta, để phục tùng cho cái tôi của chúng ta, cho cái bản ngã của chúng ta. Cả nhà thấy không? Thì Phật gọi là sao? Phật gọi đây là dụng trong cái tâm ma đó cả nhà. Tại nơi bản thân chúng ta không? Hình tướng chẳng phải bên ngoài. Bấy lâu nay chúng ta tưởng hình tướng nằm bên ngoài thân chúng ta. Chẳng phải. Hình tướng đâu ở bên ngoài, mà nó ở ngay trong đầu. Lắng tâm nghe kỹ từng câu. Hình không phải tướng, tướng đâu là hình. Nhưng mà người cùng vạn vật tái sinh, nhưng mà phi tướng, phi hình, phi nhân. Ngộ hả cả nhà ha? Kiến giải ba nghiệp sạch trơn, trở về thời tánh, tứ ơn bốn lộ. Kiến giải là sao? Khi chúng ta thấy được như vậy rồi thì tự động cái tưởng không còn, ba nghiệp sạch trơn cả nhà. Lúc đó tự thân tâm này trở về với tứ đại, trở về với bốn loài mà sanh ra ta, là gọi là trong nhà Phật có nói tứ trọng ơn. Nhưng mà ở trước tứ trọng ơn còn một thứ, một món nữa, gọi là thể tánh. Thể tâm, thể tướng cũng là một ở trong đó, chứ không phải tứ đại là hết còn nữa. Nhưng mà trong bài pháp này thì đồng sĩ nhắn với cả nhà như vậy nè: người cùng vạn vật tái sinh, nhưng mà phi tướng, phi hình, phi nhân. Cây cỏ chẳng phải là cây cỏ. Vạn vật súc sanh chẳng phải là vạn vật súc sanh. Vậy thì người chẳng phải là người, hình tướng chẳng phải là hình tướng.
mà tất cả các pháp Phật gọi là xoay chuyển trong thập nhị nhân duyên để cùng nhau phát triển đi lên, tiến hóa hoàn thiện về mặt thân tâm. Không phải hình tướng là tại vì nhân duyên này sẽ còn thay đổi nữa, chứ không ngừng lại ở nơi đó, là không trụ ở nơi đó. Đâu có trụ đâu mà chúng ta dám đặt để rằng chúng ta nói đây là hình tướng. Giống như cái ông cây, đâu có dám nói ổng là ông cây. Ổng sẽ còn thay đổi nữa, đâu phải ổng còn cái ông cây này hoài đâu mà chúng ta nói đây là ông cây. Ổng còn thay đổi nữa cả nhà. Hình tướng sẽ còn thay đổi, nhân duyên nữa. Thậm chí gà vịt cũng vậy, cũng sẽ còn thay đổi nữa. Rồi con người chúng ta tu để lên thánh, lên Phật, vậy thì còn con người hay không? Phải không? Người đâu phải người thì sao? Vật cũng đâu phải là vật. Vạn vật chúng sanh cũng là phi tướng, phi nhân, phi hình vậy cả nhà. Cho nên nó là nói về mà cái sự mà ngũ tưởng, ngũ ẩn này là đồng sĩ có nói rồi. Đây là giống như một cái pháp mà Phật đã từng nói rất là khó tin cả nhà. Những ai mà tin mà hành theo được cái này là những quý vị đã từng qua sông rồi, đã bỏ hết thuyền, ghe, xuồng bè rồi mới thấu hiểu được những cái lời mà Phật nói trong Bát Nhã Ba La Mật. Tại vì Bát Nhã Ba La Mật vốn dĩ cũng chẳng phải là Bát Nhã Ba La Mật. Trong Bát Nhã Ba La Mật không có một câu, một từ, một chữ nào hết cả nhà. Tạm mượn hết. Đó, cả nhà thấy không? Cái gì cũng tạm mượn để xoay chuyển thay đổi hết. Cho đến thời bây giờ chúng ta suy ngẫm thử xem, tu rồi thành Phật hay thành Phật rồi tu? Phật là dễ hiểu rồi, còn cái chữ, cái từ tu thôi, nói ra cái lỗ miệng rất là dễ, thoát ra từ cái miệng chúng ta cái từ tu thôi. Nhưng mà nghĩa của từ tu hoặc là sống như với cái từ tu là không phải bình thường đâu. Chưa đâu nghe cả nhà, còn xa lắm. Chứ không phải bình thường, cái này thôi giờ chẳng thể nghĩ bàn. Rồi thấy Nguyễn ghi cũng nhiều ý quá, để cho Nguyễn hỏi cái đây rồi Quỳnh sẽ nói tiếp. Dạ, thì để tiếp theo cái chủ đề thì em hồi nãy em nghe có nghe là lên bờ nên bỏ xuồng ghe dư thừa. Thì cái xuồng ghe này giống là cái kiểu các pháp. Thì các pháp giống như là các sự hiện ngũ, hiện diện ở bên hiện tại ở quả địa cầu của mình. Như vậy á, nếu mà mình nên bỏ xuồng ghe rồi, giống như kiểu là không trụ các pháp. Như vậy là mình phải trụ vào đâu? Và các pháp đó là mình phải làm gì với nó? Thì nhờ quý đồng chí chia sẻ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì gửi đến quý vị đồng đạo Phật tử gần xa. Thì bên Đức Phật Tổ và Thầy có nhắn với chúng ta rằng như vậy nè. Tu là đừng bao giờ mà dụng của thế, và đừng bao giờ mà nằm ở trong cái sắc hình, sắc tướng, gọi là hữu lệ, hữu danh. Đó, thì Đức Thầy có nhắn rất là rõ, thì nó cũng nằm trong đây, là cái nằm trong cái phương tiện, nó cũng nằm trong cái xuồng ghe dư thừa luôn cả nhà. Thì đừng bao giờ mà ham với chiếm dụng của thế, đừng bao giờ mà ham mà dùng cái sắc tướng, sắc hình. Đó, thì nó rút đáo là Đức, cả nhà thấy không? Thầy Tổ với Phật khuyên chúng ta hết rồi. Nói hết trơn chứ không thiếu, nhưng mà để đem cái đó về gần trong cuộc sống là một chuyện. Đó, làm thế nào mà chúng ta thấu được những mà tâm ý của Phật với Tổ truyền tải mà chuyển pháp để đưa vào trong cái thân tâm, trong cuộc sống chúng ta vận hành trơn tru rồi, chúng ta ngộ ra được rồi, thoát ra được rồi, chúng ta truyền tải lại cho huynh đệ về gần trong cuộc sống, ngay trong cuộc sống hiện tại, chứ không phải nói là chùa am miếu tự gì hết. Sức gia quy y, cạo đầu gõ mõ tụng kinh, trở về ngay cuộc sống bình thường nha các nhà. Đây là cái điều mà chúng ta cũng đang nằm ở trong cái tưởng, mà đặc biệt là tưởng trong cái sự mà đường tu giải thoát, đó là một cái sự đặc biệt mà cực kỳ khó khăn. Là đồng sĩ chia sẻ như vậy nè, hôm nay cả nhà được cái nhân duyên mà ăn chay á, rồi cạo đầu, xuất gia quy y, thọ pháp cà sa đó, gõ mõ tụng kinh, là cả nhà được 10 năm chứ gì, 20 năm, 30 năm, thậm chí 40 năm, thậm chí 50 năm, thậm chí là đồng tử luôn, thậm chí là đồng nam trinh nữ luôn, 60 năm, 80 năm, một đời cả nhà trong kiếp này, một kiếp này, cả nhà hành như vậy đó, ăn chay nè, rồi gõ mõ, đọc kinh, tụng sấm, tụng đồ nè, là sao? Cả nhà hơn Phật Thích Ca rồi đó cả nhà. Cả nhà là hành như vậy là tinh tấn hơn Phật Bổn Thích Ca rồi đó nghe cả nhà. Cả nhà thấy sao? Đồng sĩ dám nói vậy thì cả nhà quay trở về
tại nơi gia của Phật Bổn Thích Ca, cả nhà có thấy một đời làm thái tử Tất Đạt Đa đó, hồi cái thời thanh niên trai gái ông Phật đâu có được cái duyên ăn chay như cả nhà đâu, thấy không, cả nhà thấy không, ông Phật Bổn Thích Ca lúc đó không có ăn chay nè, không có đọc kinh nè, không có trì giới nè, không có cạo đầu nè, không có gõ mỏ nè, không có tụng kinh, không bận áo cà sa luôn, cả nhà ơi, cả nhà thấy không, cả nhà làm vậy là phước cả nhà hơn Phật Bổn Thích Ca. Mà tại sao cả nhà hành trong vô lượng kiếp như vậy chưa thành Phật xuất thế, mà ông Phật Bổn Thích Ca chỉ có làm thái tử hôm mấy năm rồi ngộ pháp thành Phật xuất thế? Cái mấu chốt là ở đâu? Chúng ta đừng có quằn lên cho nước nó đục hết, chúng ta đừng có lu bu, chúng ta tu chúng ta quằn, chúng ta quậy riết cái nước nó đục lên lên cái sao cá nổi đầu. Trong cái dũng là dũng nước dũng bùn á, để vắng lặng thì tôm với cá lội trong đó không sao, mà chúng ta quậy đục lên cá nổi đầu, sống cũng không nổi luôn, nổi đầu lên mặt nước thì ở trên chim với cò sẽ mổ ăn. Đó là đây là một điều mà thấy là rất là đơn giản, nhưng mà xét ra kỹ á thì không đơn giản chút nào. Vậy thì mấu chốt ở trong cuộc sống của ông Phật Bổn Thích Ca ra sao để ổng thành Phật đây nè? Đó, đơn giản là ở chỗ đó. Trước đó tại sao 20 mấy năm không thấy ông Phật ổng tu? Vậy thì tu rồi thành Phật hay thành Phật rồi tu? Hay là cả hai đều không rời nhau, hay cả hai không dính nhau? Đây là một câu hỏi về lọt về thể tánh. Cả nhà thấy ông Phật khi mà xuất thế 49 ngày thành đạo rồi, từ lúc đó ông Phật ra pháp. Cả nhà thấy không? Đó thì vậy thì thành Phật rồi vẫn còn ra pháp. Ra pháp đó là tu chứ đâu có thoát khỏi cái tu, thấy không? Thành Phật rồi cũng vẫn tu. Vậy thì hồi trước khi chưa thành Phật xuất thế đâu có thấy ra pháp. Thấy ngộ không? Đây là một điều mà trong kinh sách chưa có đề cập đến cả nhà. Mà trong kinh sách đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam chỉ có tập kết lại kinh điển, rút lại những cái lúc mà ông Phật ổng thành quả vậy thì người ta mới quan trọng. Cả nhà thấy không? Chúng ta lúc nào ở trong đầu cũng vậy hết cả nhà ơi. Tìm vàng mà không tìm đất, cả nhà thấy không? Mà đất lại nằm trong vàng, vàng lại nằm trong đất, đất sanh ra vàng, đồng chí nó lộn nghe cả nhà. Đất sanh ra vàng, vàng và bạc kim cương nằm hết ở trong lòng đất mẹ. Mà chúng sanh như vậy nè cả nhà, thậm chí đồng sĩ chứ không ai tên á. Đồng sĩ nói đồng sĩ nè, không biết có dính cả nhà hay không rồi cả nhà. Xem coi ba nghiệp, hỏi lòng của mình xem ba nghiệp sạch chưa, tự cái nào biết à ha. Vàng nằm trong đất, từ đất sanh ra. Nhưng mà lại đi tìm vàng, bỏ đất. Đó, làm trong cuộc sống thế gian làm chi, để tìm được cái cục vàng này nè. Quan trọng nhất là tôi muốn chiếm hữu cục vàng này nè. Tôi muốn có cục vàng này nhiều về cho gia sản gia tài của ta nè, cho bản thân ta, gia đình ta nè. Rồi sao tưởng sao? Lấy vàng đó bán đi mua đất cả nhà. Cả nhà thấy không? Thấy những chuyện bình thường nhưng mà nó lại phi thường. Quay ra lại ông Phật Bổn Thích Ca, ông Phật Bổn Thích Ca thành Phật lúc đó ổng là cục vàng. Thì kim thân cả nhà quý kim thân như cục vàng ròng đó. Đó, như là vàng tinh khiết đó, thường thường huynh đệ chúng ta ưa ví là kim thân Phật là như là ông Phật vàng. Thì nguyên khối vàng ông Phật là nguyên khối vàng, thì ví ông Phật Thích Ca lúc đó y như là nguyên khối vàng thanh tịnh vậy. Thì chúng ta chỉ biết rằng tôi chỉ nhìn nhận cái khối vàng này thôi. Còn khi ông chưa thành vàng, ông là cục đất, tôi không cần quan tâm. Bản thân chúng ta không cần biết trước kia đất bùn như thế nào, chúng ta chỉ biết cái thành quả của cục vàng này thôi. Cả nhà thấy không? Cái cơ bản nền tảng chúng ta không bằng tâm tới. Giống như chúng ta lấy cục đá chọi lên trời, lơ lửng ở trển, xây cái nhà biệt thự ở trển, mà cái nền móng ngay cái ông đá này chúng ta không xây từng cục cho có lớp này đè dựng lên lớp kia lên lớp nọ là mới không bị sụp đổ ha cả nhà ha. Cái tưởng là ngay chỗ đó cả nhà, cái tưởng là không có được cái nền móng vững chắc ban đầu, nhảy tót lên trời ở trển muốn một kiếp thành Phật cho xong. Không có phải đơn giản đâu cả nhà ơi. Cả nhà ơi là cả nhà, Nam Mô A Di Đà Phật. Tụng kinh gõ mỏ ăn chay bao nhiêu năm rồi thoát ra chưa? Đơn giản vậy thôi, không cần nói nhiều. Còn cái chuyện mà cái chữ tu đồng sĩ sẽ nói sao, mà nói cơ bản nè. Rốt ráo của tu là phải giải thoát, là khỏi sự gọi là ly cấu đó, gọi là vô não, vô ưu, vô phiền. Tất cả nhân gian của các pháp, nhân viên các pháp đều thoát như nãy mà huynh đồng sĩ nói với Nguyễn.
lên bờ rồi là phải buông bỏ xuồng ghe dư thừa. Quyển kinh quyển sám cũng là chiếc xuồng chiếc ghe, sâu chuỗi cũng là chiếc ghe chiếc xuồng, là cái dầm cho chúng ta bơi luôn. Tất cả các pháp đó đều là phương tiện cho chúng ta hết. Ăn chay cũng là phương tiện luôn, cũng là xuồng ghe luôn. Cho nên á, còn ở trong cái nhân duyên đó thì chúng ta phải soi lại, chúng ta biết à, mình đang sửa chưa xong, phải không? Phải rọi lại để thấu bản thân mình, để mình đừng có tự cao. Đơn giản như đó, mình sửa chưa có xong cả nhà ơi. Sửa trước mới đến tu nha. Đó, nghĩa là tu mà không ngừng sửa đó, sửa cho hoàn thiện hết đi mới gọi là tu. Còn bây giờ sửa chưa xong, phương tiện còn lu bu chưa buông cái gì hết trơn, ở đâu chấp ở đó không à. Đồng sĩ chỉ mượn ông Phật Thích Ca ra mà nói thôi, chứ chẳng dám mượn của ai trong cuộc đời này. Trong cái đường tu, đường niệm Phật mà đồng sĩ gặp nhân viên với cả nhà đó, thì đồng sĩ niệm Phật với đọc kinh trì chú đó, thì đồng sĩ chỉ dám mượn của Tứ Đại với dám mượn của ông Phật Bổn Thích Ca thôi. Nhiều đó, đó là mượn cái pháp đó. Mượn cái pháp là mượn cái gì? Mượn cái tâm đó cả nhà. Còn bây giờ xuồng ghe là khác, như nãy ông Nguyễn nói đó. Ăn chay là một xuồng ghe, là một phương tiện. Thoát chưa? Thoát ra khỏi ăn chay chưa? Chưa chứ vậy. Còn ở trong chiếc xuồng, chiếc xuồng chở đậu hũ, chở rau củ quả. Rau đậu hũ và củ quả là mạng sống đàng hoàng nha, chứ không phải là không có mạng sống nha. Có linh hồn, có sự sống, có biết đớn đau nha, chứ không phải bình thường. Rồi ăn chay chưa thoát là được chúng nó đúng không? Cho kiếp này anh sống 80 năm bằng Phật luôn. Ăn chay 80 năm chưa thoát là được năm nào nữa. Chưa thoát là được ngày giờ nào của ăn chay luôn. Gõ mỏ tung kinh cũng ở trong đó 80 năm tôi cho anh luôn, 80 năm là anh quá cao tăng đắc đạo luôn, cũng còn bị dính động. Chưa ra, chưa thoát. Ông Phật Bổn Thích Ca hồi đó đâu có chuyện đó. Phải không? Vô lậu nghe cả nhà, vô lậu tặng. Mà sao ông Phật Bổn Thích Ca có cái gì? Có cái mà giờ chúng ta chưa có nè. Thường bất khinh Bồ Tát đó cả nhà ơi. Không có dám để tâm phân biệt, không có dám để tâm khinh thường bất cứ một cục phân, chứ đừng nói chi là vạn vật chúng sanh muôn loài. Cả nhà thấy không? Những cái điều mấu chốt đó là gọi là cục đất, cục bùn đó cả nhà, để mà nắn ra thành ông Phật. Cả nhà. Mấy cái đó là nắn ra thành ông Phật không? Cả nhà đi lại tượng cốt Phật là ở trong đất mẹ mà đưa ra không? Mà chúng ta dẫm đạp lên đất, lên bùn mà chúng ta coi thường nền tảng của chúng ta không? Trong cuộc sống bình thường này đây nè, quyết định tất cả. Chúng ta sống biết tôn kính, biết chan hòa, yêu thương bình đẳng với nhau đi. Làm cho trời yên biển lặng đã, để cho nó trong, nó thanh, nó tịnh, nó vắng lặng đã. Còn ở trong đó chúng ta quẩy tới quằn quại đục nước hết trơn cả nhà, càng tu nước nó càng lên, lên đục lên cáo luôn. Ở đây là đồng sĩ nói là sự thật không, còn anh em huynh đệ thì tùy duyên. Anh em góp ý nói rằng đồng sĩ mang khẩu nghiệp, đồng sĩ chấp nhận đã, đồng sĩ nói rồi mà. Đồng sĩ là ăn thiệt nói thiệt làm thiệt, chịu trách nhiệm với những gì đồng sĩ nói. Đồng sĩ không có chối, không có cãi, không có chạy trốn đâu. Đồng sĩ chịu trách nhiệm những gì đồng sĩ nói ra ở đây nè. Năm non bảy núi nè, Sơn Thần Tố Địa nè. Những cái mà mượn pháp đồng sĩ nói ra thì Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát chứng cho tấm lòng đồng sĩ. Đồng sĩ chịu hết tất cả những cái gì đồng sĩ đó làm ra và thuyết ra, chia sẻ ra. Đó là sự thật đó cả nhà. Dạ thì đây tiếp lời đồng sĩ cái chỗ này em cũng nãy giờ đang thắc mắc. Là trong tứ diệu đế á, là khổ tập diệt đạo. Thì quan trọng á, là cái sự huân tập, cái sự kết nạp, cái sự tham sân si đó, nó nhiều đời nhiều kiếp dẫn đến con người mang đến sự khổ, mong cầu là khổ. Và quan trọng là diệt được cái khổ. Nó là đạo, miễn sao không khổ là đạo. Một cái nữa như là bữa nãy là chai mặn á, chai mặn á thì có một vị nói như thế này là tất cả những gì con ăn chưa chắc là làm con đọa địa ngục. Nhưng mà những cái gì con nói ra có thể là đưa con đọa địa ngục. Có một cái mình nhận lại tánh Phật rồi, mình nhận lại cái tánh Phật rồi, mình không còn khổ đau nữa, vậy là mình Phật chưa? Hay là đến một cái giai đoạn Phật đó phải làm cái gì rồi là ta mới thật sự cái này Phật. Cả nhà cũng đang mong đợi nè. Dạ em cũng có câu hỏi vậy. Thậm chí Nguyễn cũng đang mong đợi luôn. Thử coi ông hỏi vậy đang bản thân ông đó là Phật chưa đó cả nhà. Tại chuyện này ông là Phật đó, giống như ông Nguyễn ông hỏi cho ông là dạ Nam Mô A Di Đà Phật vậy hả cả nhà ha. Thì trở lại với cái mà khổ tập diệt đạo như đồng sĩ có chia sẻ ở cái clip cũng mấy chục clip về trước đó,
thì khổ tập diệt đạo, mà diệt này chúng ta phải biết là diệt ở đâu. Tất cả các khổ các tập đó nó nằm ở trong pháp thế gian, là nằm ở trong mà gọi là vạn vật của cây muôn loài, từ ở trong tứ đại mà sanh ra. Diệt là ở nơi thân tâm chúng ta trở về với cái gì, cái đường trung đạo, trở về cái sự bình đẳng chan hòa, chỉ có một không có hai. Đó đơn giản là diệt đi cái sự phân biệt, cái sự chấp trước, cái sự chấp thủ, cái sự tư lợi về bản thân mình. Chứ không phải là diệt là không có dám nhận cái gì để mà làm cho cái cuộc sống nó vận hành. Tại vì sao cả nhà? Ăn uống là sao? Đây là nhiên liệu. Cả nhà biết không? Ở trong đất nước gió lửa mà nung nấu đúc kết nhân duyên để trong cái thập nhị xây chuyển này của trời đất tạo ra tất cả là nhiên liệu phụ trợ cho cái sự sống vận hành tự nhiên từng hoàn tiến hóa trong vũ trụ để hoàn thiện về mặt tâm linh và mặt hình thể ở trong chúng sanh và trong tứ đại. Thì trong miếng ăn, miếng uống, không khí đều là nhiên liệu để cho thân này vận hành. Đây là một cỗ máy muốn vận hành được phải có nhiên liệu. Thì hôm nay chúng ta có được một chiếc xe ô tô 4 bánh 5 chỗ ngồi. Chúng ta nhìn ông xe này chúng ta rất là dễ biết bản thân chúng ta không khác nào ông xe này hết. Ổng có hai cái bánh trước hai bánh sau thì mình có hai chân và hai tay, đúng không? Hai mắt nè, hai cái càng lỗ tai mũi đồ in chiếc xe không khác gì hết. Chiếc xe muốn chạy thì sao? Đổ xăng, đổ nhớt, đổ dầu vô trong cái bình chứa. Đề máy lên, cái máy hoạt động thì chiếc xe mới lăn bánh vận hành. Tại sao chúng ta điều khiển được chiếc xe? Cả nhà thấy không? Rồi ai điều khiển chúng ta? Đó, phải có cái sự xây chuyền. Chúng ta thấy lấy cuộc sống thực tế, chúng ta đưa Phật Pháp vào trong là chúng ta biết được xe chẳng phải xe, mà người chẳng phải người. Đồng sĩ nói chiếc xe là con người đó, cả nhà tin không? Xe là người đó cả nhà. Thì xe nó bị trầy là nó bị đau, là người mình sót nè. Thấy không? Đâu khác đâu. Mình chạy mình bị quẹt xe, đụng cái xe bởi đèn xi nhan. Trời ơi, uổng quá, tiếc quá, tội nghiệp xe quá. Hôm nay lao chùi cưng chết luôn, tự nhiên nay lỡ quẹt cái giờ nứt cái đèn xi nhan này. Thay mặt trẻo rồi. Đó, tự nhiên đau, nó sót, nó buồn, bỏ ăn. Đó, là xe là người đó, đâu khác đâu. Nhà cửa cũng vậy luôn. Cho nên hình không phải tướng cả nhà, tướng không phải hình. Xe là người, người là xe, mà xe chẳng phải người, người chẳng phải xe. Trở lại cái phần nhiên liệu đổ vô, tại sao chúng ta điều khiển được chiếc xe? Thì mình không có nói cái chuyện mà mua bán nữa. Giờ chiếc xe để ngoài đường, muốn điều khiển chiếc xe đó mình đổ nhiên liệu vô, đời máy lên vận hành, chiếc xe nó lăn bánh đúng không? Con người mình dùng trong tứ đại chứ gì, là tứ đại cho mình nhiên liệu đó, y như là xăng, dầu, nhớt với nước đổ vô chiếc xe phải có 4 món, người cũng như vậy luôn. Thì ông tứ đại ông cho mình đồ ăn, mình vận hành thì ông điều khiển mình, mình thấy không? Nó xây chuyền vậy đó, là cái ông nào điều khiển tứ đại nữa chứ không phải bình thường. Nhưng mà cái chuyện đó để lọt ra khỏi ngũ tưởng đi, đồng sĩ mới nói nữa. Còn giờ nằm trong cái năm cái ông món này, đồng sĩ chỉ nói gói gọn như đó thôi. Mình ăn trong tứ đại thì tứ đại là cha trời mẹ đất sẽ điều khiển mình, mình không có làm khác được cái gì hết. Cả nhà nhịn ăn, nhịn uống, nhịn thở chết queo, thấy không? Chết queo đâu còn gì nữa đâu, đâu vận hành được. Muốn vận hành ở trong tứ đại này thì tứ đại điều khiển mình. Cứ xây chuyển như vậy đó, anh nào ở trong tứ đại này thì phải chịu sự ràng buộc của tứ đại. Cái này Phật đã có đi ra rồi. Bổ Sơn Kỳ Hương Quý Tổ cũng y như vậy luôn. Cho nên thành Phật xuất thế rồi, lúc còn sao? Trở về cuộc sống bình thường. Đâu dụng được miếng thần thông nào đâu Nguyễn. Y như bình thường, trở về cuộc sống làm sao? Từ bi hỷ xả, quảng đại bao la, thương chúng sanh như thân của mình cả. Thấy không? Tại vì sao? Nhìn thấu được rồi thì tất cả đều tứ đại đẻ ra. Vậy thì thành Phật là một vị, một trong những vị thành Phật xuất thế ta bà, là những vị đó được trời đất đẻ ra trước, hoàn thiện trước về mặt âm dương trời đất, về mặt hình thể thân tâm, tự động tan rã về tứ đại. Tuy rằng cái xác này ngồi ở đây nè, cái thân người ngồi đây, nhưng mà không phải ngồi ở đây, không còn là ở đây. Tại vì sao? Hòa về tứ đại rồi, của trời tứ đại rồi, một khi rồi hết duyên cái rồi thì thành phân trả lại cho cây cỏ hoa lá. Nguyễn thấy không? Mình ăn dùm tứ đại rồi mốt mình trả về cho tứ đại, chứ đâu có nhân quả gì đây. Phật khéo dụng lắm, nhưng mà mình mới biết cái nhân quả là ở đâu. Chứ không phải nhân quả nằm đây. Đó là nhân quả nằm ở đâu, tự cả nhà suy đi. Cả nhà giờ khéo lắm rồi,
thấy ở trong đó bình luận dữ lắm, cho nên đồng sĩ nói cả nhà vậy hay lắm, đồng sĩ còn yếu lắm, cho nên mấy cái này để cả nhà hỏi thêm, nói thêm. Đúng bởi... cả nhà thôi, giờ tùy duyên đi, yếu mạnh gì cũng như nhau hết đi. Dạ, như nhau luôn sẽ. Thì thật sự là cái clip mới nãy á, là khi huynh đại mình làm là gọi tạm gọi clip trước đi cho quý vị khán giả dễ hiểu. Dạ. Thì khi mà nói về hai chữ sự thật thôi, là em cảm nhận một điều rất rất là có những cái sự rung động trong riêng em nha. Thật sự là đúng là nó phải khác vậy. Cái gì là cốt yếu, cái gì là trọng điểm, cái gì là trọng tâm. Chứ mà mình đi lan man rồi cứ nói vòng vòng rồi không biết. Mà quan trọng, ví dụ mình tạm gọi tu thôi nha, chứ không phải tu nha. Mà muốn tìm lại cái chỗ đó thì mình phải làm gì. Mà nãy giờ mình nói về sự thật là cái trọng điểm nó nằm đó. Nên là em cảm nhận là đợt này thì cũng có khá là nhiều điều thú vị, bắt đầu trở lại những cái chỗ bình thường nhất, bình thường và chan hòa, rồi đối xử với mọi người thì là tốt với cái tâm từ bi. Đó, thì cả nhà thấy nè, cũng có một comment hỏi Quỳnh đồng sĩ rằng đồng đạo có thể chia sẻ một vài pháp về Đức Chúa Giêsu không? Cả nhà thấy không? Đức Chúa Giêsu cũng là Phật luôn, cũng là trời đất sẽ chuyển một vị thánh làm phàm luôn. Ông Đức Chúa Giêsu không có tu, không có ăn chay, cả nhà thấy không? Rõ ràng không tin hỏi mấy ông bên đạo Chúa biết đi. Ông Đức Chúa Giêsu không có ăn chay, không có tu, không có kinh kệ gì trơn. Mà chỉ có cái tình thương đồng bào đồng loại với nhau. Đó cả nhà thấy không? Cái mấu chốt rất là quan trọng trong cuộc sống này. Có được cái tình thương đồng bào đồng loại đó là chúng ta không thiếu hết cái gì cả. Đồng sĩ nói đây là không phải là bản thân đồng chí đã từng ăn chay trường, đồng sĩ biết. Cho nên cả nhà hôm nay ăn chay trường thì cả nhà cũng phải biết. Ăn chay không dính ăn chay, ăn mặn không dính ăn mặn. Đó, quan trọng là cái chỗ đó, nghĩa là sao? Bữa hổm anh ăn chay, anh đi tìm món ăn chay chứ gì? Đó là chuyện bình thường của anh. Thì bây giờ anh mặn, anh đi tìm cái món ăn mặn cũng là bình thường luôn, thoát ra khỏi cái chấp luôn. Tự mình, bản thân trong tâm mình sẽ có cái đáp án cho bản thân mình. Có nghĩa là mình cân bằng với mình. Mình không ràng buộc mình. Tùy duyên nơi đó mà mình hành. Không có, rất là từ tốt nhẹ nhàng. Tại vì ở trong tứ đại này tất cả đều chan hòa với nhau. Của cha trời mẹ đất hết, không có của riêng ai hết, cả nhà đừng ngần ngại. Nhưng mà Phật khuyên trong thời gian chúng ta sửa đó, chúng ta nên ăn chay, chúng ta nên làm lành, chúng ta nên bỏ ác. Đó là một trong những cơ bản của tứ diệu đế, tứ niệm xứ để đi đến tứ chánh đạo trong bát chánh cần mà mười phương chư Phật đã hành ra. Nhưng mà có một cái vậy này cả nhà ơi, tứ chánh cần với tứ niệm xứ hồi đó ông Phật Thích Ca không có học. Nhớ ngang, bát chánh đạo ông Phật Thích Ca cũng không có học, trong mấy chục năm làm thái tử không có ai dạy hết. Mấy cái đó ai dạy ổng? Thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư là Phật Thế Tôn. Cả nhà thấy chưa? Bao nhiêu đó nằm trong cuộc sống hết ráo là Phật dạy chúng ta không? Tứ đại dạy chúng ta không? Cũ quyền dạy không cả nhà? Thế gian sẽ giải ra được tất cả những cái đáp án trong thân tâm chúng ta. Chúng ta để sống thân không chấp thân, tâm không chấp tâm, là thân phận không dính thân phận của bản thân chúng ta. Giàu không phải là giàu, nghèo không phải là nghèo. Đó là thân không chấp thân, tâm không chấp tâm. Dù cho ngộ pháp nơi tâm có cao cỡ nào cũng như không. Đó mới là lột ráo của cái chỗ đi đến chữ tu. Còn hôm nay chúng ta đừng từ từ, sửa đi cả nhà. Từng bước thầm, cả nhà thấy không? Đức thầy khéo léo đó, thỏ thẻ dừng chân nghe chuyện này đi, nghe cho kỹ, lắng tâm lắng dịu từng câu thì sẽ thấu đáo ra tất cả hết. Rất đơn giản, cả nhà thấy không? Cho nên tùy duyên, không phải tu là ăn chay, không phải ăn chay là tu nghe, không phải nghe, không phải luôn, cũng không phải gõ mỏ đọc kinh là tu, cũng không phải luôn nghe. Tu là cái gì thì bài pháp tiếp theo đồng sĩ sẽ nói nữa. Nhẹ nhàng lắm, không có gì hết trơn cả nhà ơi, đừng chạy đâu hết, quay về cuộc sống bình thường đi. Ông Phật ở đâu mình ở đó đi, rồi từ từ sẽ được. Như Nguyễn nói, ông Nguyễn nãy hỏi đó, vậy thì bây giờ mình là gì? Mình là gì? Phật tại thế à, thế tại Phật gì đó hán, là bây giờ vậy này cả nhà. Chúng ta hiện bên nay là gì? Chúng ta, anh em chúng ta đang ngồi ở đây cùng với cả nhà, chúng ta đang là
Phật tại thế. Nhưng mà chưa đến lúc Phật xuất thế. Cả nhà nghĩ ha, nghiên cứu và kỹ điều này ha. Chúng ta là Phật tại thế. Từ từ đi, cha trời mới đắc sẽ ấn ký cho chúng ta đủ công đức vô lượng sẽ trở thành Phật xuất thế trong những đời tiếp theo. Rồi còn nhiều cõi nước nữa, trong thế giới Ta Bà này còn nhiều cõi nước sẽ mở ra cho anh em chúng ta nè. Hiện bây giờ sao? Chúng ta đang học pháp của ông Phật Bổn Thích Ca, là anh của mình, là anh, là vị Phật đi trước mình, là chiết thân trước mình, hoàn thiện trước mình, là vị anh cả, là gọi là Thích Ca, là cái chữ ca đó, là vị anh của mình thành Phật trước. Mình học anh của mình để làm chi vậy mấy anh em? Mình học để mình đúc kết đó các anh em ơi, mình đúc kết cái căn bản ở trong cái thân tâm tứ đại của mình nè, để làm chi chừng nữa mình đủ cái vốn đó, mình đủ cái bằng cấp đó, mình đủ cái hạnh để mình về cõi nước bên kia, có một cõi nước mới nữa cho chúng ta, ở đó chúng ta hành, chúng ta xây dựng cái cõi nước, người nào một người có cõi nước hết. Cho nên mới gọi là trái đất đó Nguyễn. Trái đất thì phải có hộp của trái đất, phải có bông của trái đất, hoa của trái đất, quả của trái đất, lá của trái đất, cành của trái đất nữa. Nhưng mà bài pháp nói tiếp nữa từ từ. Cho nên để ý nói ngụ ý đây là trái đất, là cả nhà biết rồi đó. Là sự sống sẽ có cái nhân để mà đẻ ra nữa, những nơi nữa cho chúng ta thành Phật xuất thế này đó. Cho nên hôm nay là Phật tại thế. Phật tại thế này là ở trong lòng của Phật xuất thế. Đây là chúng ta là hạt nhân của ông Phật Bổn Thích Ca, là hạt giống của ông Phật Bổn Thích Ca. Ông Phật Thích Ca tới rồi nữa, ổng sẽ thành ông Phật Di Lặc. Trong cái cõi nước này một mình ổng thôi, ổng sẽ chuyển lưng hoài trong cái cõi nước này. Cái cõi nước Nam Diêm Phù Đề này. Còn trong thế giới Ta Bà chẳng thể nghĩ bàn. Chúng ta đang trong thế giới Ta Bà với cõi nước này của ông Phật Thích Ca luôn. Chúng ta là hạt giống của ông Phật Bổn Thích Ca. Sau này chúng ta sẽ được rải hạt giống đâu qua cõi nước khác, chúng ta sẽ ở bên đó. Cũng quần quá đạo đề y như anh chúng ta. Đây là một điều rất là bình thường, không có gì khác thường hết. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì hy vọng là một cái video clip ngày sẽ làm cho tất cả quý vị khán giả hoan hỷ, cũng như là có một cái đường hướng. Đây là kinh nghiệm cũng như là những cái gì mà đúc kết của đồng sĩ để gửi gắm đến tất cả quý vị. Hy vọng là tất cả quý vị sẽ hiểu và có thể là mình thực hành và vào đời sống của mình ha, thực tại, và nó mang lại ý nghĩa thật sự đến tất cả các quý vị. Còn bây giờ thì cảm ơn tất cả quý vị khán giả cũng như là các anh em huynh đệ đã xem cái video clip này của Nguyễn đồng hành cùng Huynh đọc sĩ. Hy vọng là sắp tới Nguyễn đồng hành cùng Huynh sẽ làm được nhiều video clip như thế này nữa và hay hơn như thế này nữa để gửi đến tất cả quý vị. Còn bây giờ thì gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video clip khi sau. Bye bye. Nam Mô A Di Đà Phật.